Xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì mình với anh Hồng Mí Thư, anh Thắng với cả anh Sùng đang đi lên nhà em Dìn. Hôm nay là nhà em cất nóc nên là tổ chức một bữa cơm nên là có mời mình với cả anh Thắng, anh Hồng lên. Thì sáng nay anh em mình lên từ lúc 5 giờ sáng rồi. Bây giờ mới đến chỗ để xe đây, nhà ông Ngài này. Bây giờ anh em mới bắt đầu đi bộ lên nhá. Ôi, vừa leo từ dưới kia lên mệt quá. À, mệt thật. Định tập thể dục buổi sáng chạy từ dưới kia lên nhưng mà trùng hết chân. Đây bà con đã phát hết cỏ hết rồi, chuẩn bị trồng ngô. Giờ anh em mình sẽ tiếp tục đi lên. Còn đi bộ một quãng đường rất xa, khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới lên đến nhà em Dìn ở trên Đán Dầu 2. Chạy lên một đoạn mà mệt quá. Vừa này lại đóng một con gà bằng này. Bán đóng một con gà bằng khoảng 4 đến 5 lạng. Anh Hồng, à, sao tóc anh dựng đấy? Đấy, bây giờ năm mới thì tóc mới tí. Năm mới tóc mới à? Bôi theo. Làm kiểu tóc mới. Bôi dầu gió phải không? Bây giờ anh em mình đã đến Đán Dầu 2 rồi đây. Đấy, phía xa xa kia là nhà em Dìn đang lập mái này. Sắp xong rồi. Đi bộ từ dưới kia lên rất là mệt. Đấy, lúc đấy mình vừa lập được một lúc thì anh Hồng lên thay. À, đây vợ xá đây. Với vợ xá là đưa cái lá cho mình. Đấy, bây giờ anh em đang lập mái nha. Bên này là xong rồi nhà mình nhỉ? Chưa, lúc đấy. Ừ. Xong rồi. Đấy, lập xong mái này xong là lập cái nóc nữa là xong. Đúng rồi, nhà là phải có nóc đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nóc này là xong rồi. Để mình ăn cơm thôi nhỉ. Uống rượu thôi nhỉ. Không, không uống rượu đâu, uống rượu không biết đường về đâu. Ừ. Đấy, người Mông thì họ không làm nhà mới đâu. Có nghĩa là họ lập xong mái rồi, xong xuôi hết rồi là họ để tổ chức một bữa cơm ăn cơm, đúng không anh? Đúng. Ừ. À, người Mông là không như dân tộc khác. Dân tộc khác là người ta làm xong nhà xong xuôi hết. Đấy. Và hôm ấy làm lập nhà là làm luôn. Vương đi xuống rồi à? Bên kia xong rồi à? Bên kia xong hết rồi. Bây giờ còn lợp bên này xong là lợp ở trên chóp này thôi, nóc này thôi đúng không? Dìn làm đi, lợp bình thường thôi. À, bây giờ phải làm cái lá to này cả. Đấy, công đoạn lợp chóp thì nói chung là nó phải đẳng cấp đúng không? Toàn những người biết thì mới được lợp, không thì rột là mất chóp luôn. Nhanh anh tính nhỉ? Hôm nay đeo cái tai nghe oai thế. Nhìn giống dân chơi Đán Dầu rồi. Giới thiệu mọi người nha, chóp để phải lập bằng cái lá tươi này này. Đấy, nguyên lá tươi nhá. Không phải bổ ra mà nguyên lá tươi này. Anh tính với thằng em là đang ở dưới lấy lên cho. Còn em Dìn với Vương thì đang lập. Lên nóc nhà là lên nóc nhà đấy. Anh Tính ơi. Anh Tính ơi. Anh Tính.
Anh Chính ơi, anh đang nghe bài gì ấy? Có phải nghe bài Lên Nóc Nhà Đập Con Gà không? Nhạc Mông à? Đang làm mái nhà thì phải nghe bài Lên Nóc Nhà Là Bắt Con Gà. Nó mới đúng được chủ đề chứ. Đấy, trên này có một cái xà nhá, xà cứng luôn, đóng đinh. Ngoài thành phố á? Cũng bình thường mà. Nhưng mà lúc đi lên đây thì hơi lạnh. Nhưng mà đi bộ một lúc thì lại nóng. Anh bây giờ vẫn đau hết cả cổ mấy hôm nay lạnh ấy. Lạnh xong mình đi đi muộn ấy. Đau hết cả cổ bây giờ. Đang bị cúm. Hôm qua lên không? Dưới đánh cao hôm qua. Hôm qua không. Hôm kia lên. Đâu cái này buộc thế nào xin. Buộc kiểu gì? Anh bước xuống đây thôi. Cho Vương làm thế nào. Đấy. Cho cả cái cây này vào nhá. Xong là bắt đầu buộc. Trên này phải buộc rất nhiều dây. Buộc rất nhiều lạt nhá. Lạt này không phải là lạt bình thường đâu, mà lạt bằng mây nhá, cây mây ấy. Cây mây, cây song nhá. Lạt này rất dai. Và hầu như là không bị mọt, đúng không Vương? Vâng. Đấy. Nó không phải là lạt cây tre đâu. Lạt cây tre là một vài năm là bị mọt, là bắt đầu nó tung nóc ngay. Có gió là tung nóc, nhưng mà lạt cây này là cực kỳ là chắc chắn luôn. Chuẩn không? Chuẩn. Ừ. Anh biết mà. Bởi vì ở chỗ nhà anh làm nhà sàn cũng lấy bằng cây mây này buộc. Cây này rất dai và không mọt. Đâu dìm đập đi. Nào quay ra anh chụp ảnh cho gái nào. Quay ra đây. Ok. Dinh ơi, ra đây anh nhờ đi. Ra anh nhờ đi. Ra đây. Bỏ đá ra đây. Ừ, bỏ lá cây xuống đây. Không thì dừng đấy được. Đây nhá. Anh chúc mừng nhá. Lên nhà mới. Đây, cầm đấy. Ở dưới nhà đó, trên này nóc nhà mà anh. Không, chào trên nóc nhà nó hoành tráng. Nhá. Tôi chúc mừng nhá. Ừ, chúc mừng hai vợ chồng nhá. Cảm ơn anh Ước nhá. Nhà đẹp đấy. Ừ. Nhá. Vâng. Em cảm ơn nhé. Ừ, không có gì. Sắp xong rồi nhờ. Buộc một tí nữa xong rồi. Thế nóc này là làm 3 lá à? 3 lá trồng lên nhau à? 3 lá nhưng mà nó phải đi 3 lượt. À, đi 3 lượt cả. Cứ 3 lá một xong lại một lượt, xong lại 3 lá một tiếp lại một lượt tiếp. Ờ vâng. À, cũng tốn khá mất nhiều công đấy nhỉ. Đúng rồi. Đấy em Dìn với cả em Vương vẫn đang làm nhá. Cái này không làm được nhiều người đâu, bởi là vướng nhau ấy. Chỉ có được 2-3 người buộc thôi, một người là hai người ở dưới để mà đưa cái lá này lên, một người đứng ở đây. Xong là hai người lập. Hai người buộc. Đông người quá thì cũng vướng. Không giải quyết được gì. Mấy anh em vẫn đang nấu cơm dưới kia là xong hết rồi. Với mình hộ nấu được một tí. Chế biến được một vài món. Cái khu này toàn lá. Toàn nhà lá cây kiểu này thôi. Không có nhà pờ lô hay là nhà xây gì cả. Tận dụng cây rừng, lá rừng để mà làm nhà. Phải lên nóc nhà quay. Ừ. Lên nóc nhà quay mới hoành tráng thôi. Thôi hai anh em làm nhá. Vâng. Ừ, anh đi xuống trước nhá. Vâng, đi xuống em là hộ anh em xem là dưới kia làm xong chưa. Vâng.
Vâng, cũng sắp xong rồi mà nhỉ. Một tí là xong rồi. À. Bây giờ mình phải đi xuống đó. Cầm điện thoại sợ cái lá này nó hơi trơn. Nhiều người không đi quen là không dám đi bước ở trên mái nhà này đâu. Anh Thính ơi, em mà rơi xuống anh phải cứu em nhé. Thính á, xem gì đấy? Kênh của em ấy. Ai dạ? Fan cứng của em à? Ờ. Kinh quá nhỉ, tưởng anh không biết. Mặt mà gáo đấy. Đấy, phải ấn like với một cái gì đấy. Sao like không được nhỉ? Được. À được đấy. Đấy. Được, anh Tính fan cứng của mình, bây giờ mình mới biết nhá. Còn phòng này chắc không phải fan cứng rồi. Xem gì đấy? Xem chơi thôi. À, phim hài à? Ừ. Đấy. Giới thiệu mọi người, đây là cộc nhá. Chó cộc này. Đuôi cộc ngắn tún luôn, không có đuôi luôn. Cụt đuôi luôn nhờ. Chị nhờ. Nhà rất lắm chó. Con cộc này đẹp nhất này. Màu này màu rất đẹp nhá. Màu này hơi hiếm đấy. Ít gặp lắm. Ờ. Bảo con chó kia ra đây thế nào. Bê nó ra đây, cẩn thận nó cắn nhờ. Ờ, xin chào. Ui, con dê bụng to thế. Béo. Dê chó các kiểu thả lông nhông hết nhờ. Đây. Đấy, con cộc. Cộc này đẹp đấy nhở. Con mẹ này đẻ ra. Con này mua về. À mua về à? Ừ. Mua tận đâu về này? Bao tiền con này này? 400 hay là 400.000 một con chó này đó. Vâng. Con cộc này à? Vâng. Rẻ nhỉ? Chứ mua bé tí này. Mà con to. Trên này lợn gà, chó chiếc, dê giết toàn thả rông thôi. Ấy, con dê này mất sừng rồi. Con này định cưa sừng làm nghé à? Phải không? Dê mất sừng này. Con này chửa hay sao ấy? Đúng rồi, con này bụng to đang chửa đây. Đấy. Dê bụng to đang chửa. Bụng to đùng luôn này. Úi. Lợn thả rông. Chó thả rông. Sắp xong chưa anh? Trên kia lập xong mạng xong rồi. Phải đợi khô nước. Đây nha, giới thiệu mọi người, đây là thịt xào xào gừng. Còn đây cũng là thịt xào gừng làm hai chảo. Bếp ở trên này thì lợi dụng điện địa vật thôi. Chỗ nào gác bếp được thì gác thôi. Ngay mỏm đá này kê một hòn đá nữa xong. Còn đây là món thịt nướng nha. Còn đây là bóng đái của con lợn nướng. Lợn nó vừa cho mình nướng, đưa ra đây. Còn bên kia mấy anh em vẫn đang nấu cơm bên kia. 9 giờ. Bắt đầu ra thái nhỉ. Đấy, thịt lợn ngon chưa? Thịt lợn luộc nhá. Bỏ ra cho nó khô xong thái nhỉ. Thế một người thái đi. Một người thái một người được. Thớt này rửa chưa? Rửa. Sạch hết rồi. Mới nó thấy nhiều. Xong chưa Vương?
Tân Phong vào. Đấy, giới thiệu mọi người, đây là toàn cảnh ngôi nhà em Dìn nhá. Lúc đấy mình lên mái thì mọi người cũng đã biết rồi, ở bên trên nó lập thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để xem bên dưới nó thành kiểu gì nhá. Đấy, bên dưới là lập này này. Cứ một đôi một xong là buộc. Đấy, một đôi một lá này xong là buộc vào. Một đôi buộc vào. Nếu mà mình muốn lập dày thì mình lại ép hai cái này, hai cái đôi này vào gần nhau là nó sẽ được lâu hơn. Nhưng mà sẽ tốn rất nhiều lá, mất rất nhiều công đi lấy nhá. Còn cái cây ngang này là làm bằng mây nhá. Rất là đẹp. Nhưng mà tuổi đời của cái mái nhà này thì nó không được lâu lắm, nó chỉ rơi vào khoảng độ 5 năm thôi là nó sẽ bị rột. Phải không anh? Mái nhà này chắc được tầm khoảng mấy năm? Nếu mà lập bình thường này, khoảng mấy năm? 3-4 năm. 3-4 năm đúng không? Đấy, em cũng đoán nó chỉ được tầm đấy thôi. Bởi vì nó không dày quá, nó hơi mỏng. Nhưng mà lập kiểu này là rất đẹp. Nhìn gọn gàng sạch sẽ nhờ. Đấy, đi sẽ ngồi ăn cơm ở đây nhá. Ăn cơm ở trên bạt này. Anh em đang chuẩn bị thức ăn hết rồi. Hai, bốn, sáu, bảy mâm. Cả mâm trẻ con là bảy mâm. Trẻ con đã ăn cơm trước rồi. Các mùi mâm riêng. Tầm tuổi này là khác biết tự ăn hết rồi. Không như trẻ con ngoài thành phố phải bón. Đây, đứa kia bé tí kìa, khắc múc khắc ăn, khắc chan canh. Chào. Chào nào, từ đây lên chào đi. Chào đi. Bên trên thì mấy chị em, mấy em gái đang rót rượu. Kia là em gái Dìn nhá. Bây giờ anh em bắt đầu ngồi ăn cơm nhé. Vừa làm xong hết thủ tục rồi, giờ mới vào ngồi ăn. Đây là bố của Dìn. Ngồi đi anh em ơi. Ngồi đây anh Thính ơi. Không nghe nhạc nữa. Ngồi đi. Anh Thắng ngồi bên kia, em ngồi bên này nhá. Được. Mầm bằng nhau mất trên anh Sùng ngồi bên này. Đấy. Ngồi theo độ tuổi cho nó hợp gu. Anh Thính có bằng tuổi em đâu. À anh hơn tuổi em, sao anh ngồi đây nhỉ? Anh tài lắm. Thân người. Ở đây không có người già mấy nhỉ? Hôm nay là rất đông vui nhá. Đúng rồi. Mời mọi người dùng cơm cùng nhà em Dìn nhá. Hôm trước thì em ấy cũng đã mời mình rồi, với anh Thắng lên rồi. Hôm nay là có mặt cùng anh Sùng đi lên đây, ba anh em đi cùng nhau lên đây. Là một bữa cơm ở trên này là bình thường thôi. Còn đây là người vô danh nhá. Đây người đồng chí này là ở dưới vô danh. Không vô danh đâu, tí giới thiệu xong. Cơm mẻn mén nhá. Rau luộc này.
rau cải luộc này, lòng xào lá chanh này, thịt nướng đấy là mình làm thôi. Còn đây là thịt xào gừng, xiên xào gừng. Đây là cơm nếp, cơm nước gì ạ? Trắng bốc luôn. Nó nào? Nó chửi trắng bốc rồi. Nêm đường hạt to lắm, hạt to tròn. Dẻo lắm nhờ, dẻo thơm. Hạt to tròn mà. Đấy, bây giờ xin xin mời tất cả mọi người nha. Mấy hôm nay đang bị ốm khản hết cả cổ, sắp không nói được rồi. Đúng người đấy nhờ vợ. Vào đây. Vào đây đây, đang thiếu người đây. Đây đây. Vào lớp rồi. Giữa này vẫn còn một bạn. Đây vẫn còn thiếu người đấy. Thiếu người nhỉ. Đó nhá. Thế quay anh xuống dưới này. Đấy, đấy. Thế quay anh ước. Thế anh nhập mâm nhá. Nhập mâm. Nhập mâm. Mua. Mùi ăn cơm đâu anh? Mùi múc canh. Đây ngồi dồn vào được mà anh. Ngồi dồn vào. Đây, đây, đây. Ngồi gần nhau. Đây được thêm hai người. Nóng người. Đây này chả mua thế này. Cứ mông. Đây là trong này ngồi cả cái cám được nha. Ừ. Không đi. Còn một mâm bên kia nữa. Ở đây. Nhưng mà ba người ngồi một mâm thì nó phải phí quá. Bốn người. Đây có bốn người thôi. Anh em chật quá thì ngồi ở đây một người. Sao mình? Mâm kia. Bốn người cũng được mâm rồi. Ngồi bảy mâm nhá. Rất là đông vui. Lúc đấy là mình ngồi bên kia nhưng mà bây giờ mình lại chuyển sang bên này à? Bên kia đông quá. Nên là tách này, tách ra bên này. Vâng, ngồi kia. Đây. Đây có một người nữa này. Hạ chạy sang bên này nào. Vậy ngồi kìa. Ờ lùi đây, lùi sang đây. Được rồi nhỉ. Cầm tổ nó. Ngồi gần nhau sát lại cho nó ấm. Lúc đấy là ngồi bên cùng anh Tính kìa nhưng mà bây giờ mình lại chuyển ra đây. Bên kia chật quá. Ôi nhờ, lại như là chén này không đồng đều nhỉ. Em Dìn đang phát biểu. Cảm ơn anh em đến hộ giúp làm nhà. Nhà rất là đẹp. Rồi, mâm mình cũng bắt đầu thôi nhỉ. Em mình làm chén rượu cho mâm kìa. Rồi mời anh em mời nhá. Mời tất cả anh em. Tôi là chúc mừng Dìn nữa. Có nhà mới, nhà cửa rất đẹp. À gà. Rượu ngon đấy. Nhớ nhắm đi. Đúng anh. Ờ, xuống đi. Thôi anh em tự nhiên nhá. Thích món nào gắp món đấy đâu. Cái này nếp nếp nương mình ấy. Vâng. Nếp mà ăn ngon. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Thôi, anh xin phép mời đồng chí này tí nhỉ. Cảm ơn anh nhé. Nhìn thấy hơi mới mới. Mới, anh còn, em mình có dịp gặp nhau đâu. Còn anh em trên đán dầu thì hầu như biết hết rồi. Mời nhá. Em tên là gì? Em tên Quý. Quý à? Vâng. Em nhà ngay dưới này. Em sinh năm bao nhiêu? 95. 95 thì ít tuổi hơn. Em anh nhá. Mình 90. Vậy thì anh em mình vẫn đi cùng đường chứ nhỉ? Chắc em sang bên này thôi. À đi bên này à? Vâng, em đi bên này dễ hơn. Thế em với Dìn là bạn à? Vâng, là bạn. 4-5 năm rồi đấy. 5 hay 6 năm cả nhớ nữa. Cảm ơn nhá. Vâng, vâng. Ok. Khá lâu. Cảm ơn anh. Khá lâu đấy. 6-7 năm rồi. Từ lúc nó còn đang ở trong kia đấy là đấy anh em nhà bố sáu bảy năm anh em phải sống với nhau như thế mới tốt đấy năm à. Mà có cái gì đến giúp đỡ nhau hộ nhau mới là anh em còn chưa quen anh em đâu cả nhà cái chảo nó lúc đấy cũng quen với đâu vì gặp cũng là cũng
rượu đầu tiên nhất ở nhà kia là bắt đầu làm bảng luôn mà. Lúc đầu thì tưởng nói đùa. Đúng mà những rượu vào là bạn đấy mà. Bây giờ mình làm bạn thì mình ư làm thôi, nhưng từ hôm đấy là đến giờ 8 năm rồi. Thế 8 năm là lâu đấy. Anh em là có gì giúp nhau thế là được ấy. Năm nào cũng lên. Cái lúc đấy thì em bán nhỉ. Sắp đến Tết rồi nhờ. Tết có dịp thì anh em xuống nhà anh chơi. Nhưng mà mọi năm ở trên này thấy hoa đào nó nở, nhưng mà bây giờ chưa đến nở nhỉ? Nở. Nở như đầy cả. Ở đây khả năng năm nổ. Trên này bây giờ vẫn còn sương này nhờ. Mây mù. Đây là hoa nở đúng kịp hết luôn đấy. Tán dầu 2 bây giờ vẫn đang mây mù nhá. Nó còn chưa ra bông đâu. Đang còn chưa thấy. Đang rất là lạnh đấy. Có ớt vắt ăn ngon cơm ngay mà. Em quen rồi, em quen một anh đấy. Nhưng mà thôi mà quen. Sáng anh lên đây sớm không? Nào cũng được mà. Em đùa thôi, trước mình đi hôm. À lên từ hôm qua rồi. Ghét nhau đấy nhỉ. Sáng nay là bắt đầu 7 giờ mới làm anh. 7 giờ bắt đầu làm. Rồi, em anh nhá. Còn em thì sáng nay lúc 5 giờ thì bắt đầu dậy đi lên đây rồi đấy. 5 giờ sáng đấy. Đi xa thì là phải đi sớm. Qua đó. 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 Em gọi anh nhá. Thôi bây giờ anh em mình đồng khởi cái nhỉ? Quý nhỉ? Có đâu mà đồng khởi. Thế rồi. Chưa rõ. Không, từ từ cái này cấn nhiều quá. Anh ra xin phép bỏ nhá. Bụi quá. Bây giờ anh em mình còn 5 người thôi. Trên này lạnh quá nhỉ? Em kỳ thác cả mũi rồi. Hôm nay gần như ấm hôm qua lạnh hơn. Hôm nay thì ấm hơn. Hôm kia lên mới lạnh nhỉ? Bây giờ anh em mình đùng rồi đấy. Đấy 10 riêng rồi, bây giờ 10 chung không? Mời nhá. Kịp lên đây chơi, lâu lâu mới lên nhỉ? Chữ gì phải có cây. Bây giờ cũng không tay gì đâu. Đánh được. Ôi, không uống lại ông bạn gì đâu. Ông bạn gì uống mạnh rồi. Ngồi dài lắm. Muốn nói đẹp làm số lớn. Ôi, lâm tê để vắng, lâm tê để vắng. Cái lắm á, từng con nói. Lâm tê để vắng, con nói. Cháu ăn với bác nha. Muốn dối thì khó lắm. Muốn dối thì cứ đào dối. Đúng rồi. Ngồi đây để uống nhà lâu mới lên. Cường đi nửa ly thôi. Chào này nhìn đẹp trai đấy. Em có mà đẹp trai thế thì. Vừa cắt tóc à? Có đâu. Vừa cắt nên ta biết phải vượt cát được mấy hôn rồi, vượt cát rồi đến đây vượt cát rồi. À, quán này bảo cắt đầu à? Cắt đầu đơn giản luôn mà. Nó bảo chị ơi cắt em cái đầu nhất giàu nó còn kia nó ngơ luôn. À, à, bây giờ là anh em mình cứ làm chung thôi, còn làm riêng nữa. Mà nó cắt đầu riêng mệt lắm. Cảm ơn. Chúc mừng gì thôi. Hôm nay chúc mừng ông bạn mình. Trong đó em mình cứ làm cái chén vui thoải mái. Sang ngồi đây. Luận sang ngồi đây. Bây giờ anh mới nhìn thấy cái áo của chú nhìn quen. Có phải áo của phòng không? Không phải đâu. Không phải à? Áo của em đấy, nhưng mà em thời gian này để toàn sang đây giúp anh. Thế phòng cũng có một cái áo kiểu này đây. Nó bị rách thì bác buộc chưa về nhà thì bác buộc phải mặt thế này thôi anh ạ. À chưa về nhà đây. Chưa về nhà. Áo đi làm phải không? Áo đi làm này. Đi làm xong nó bị rách xong là cứ thế mặt thế này nó. Cái kiềng ba chân đấy ạ. À. Vâng, nên ra là phải đến đủ. Nếu mà không đủ thì đủ. Anh em chi cốt với nhau đấy. Vâng. À, làm bạn bạn tổng chi cốt đấy ạ. Thế mời nhá. Mời cảm ơn một chén. Ở dưới thì ông bạn ở đây cứ phải bò xuống mà phải chạy xuống mà mình ở dưới có gì thì cũng phải chạy lên. Đúng rồi, bởi vì là anh em chí cốt với nhau thì có gì phải giúp nhau. Rồi, em mời anh nhá. Anh mời nhá. Đấy mới là tình anh em đấy. Ngoài trời này lạnh quá, sắp bị ốm rồi. Thời tiết thì cái quạt đông đi. Hôm nay thay đổi thất thường này. Mặt đấy. Em với Duy là cũng ở cùng nhau đúng không?
cùng em với Quý là cùng thôn luôn à? Vâng, cùng thôn cùng tuổi. À và là với Quý đây là chú anh em á. Chú cháu đấy ạ. À cháu à? À mai vế ở dưới kia là mai anh em. Mai vế là cháu. Mình còn là làm cháu. Bố em là cách. Tại vì bố em là cháu của bố là bố của Quý đây lại là anh trai của mình ạ. À rồi. Anh mời nhá. Là anh đi cùng lên của anh Thắng. Đấy, cũng là quen với Dìn này thì anh em cũng quen nhau rồi. Coi như cũng là bạn Dìn thôi. Rồi. Có dịp gặp nhau ở trên này. Rồi cảm ơn nhá. Rồi. Tất cả anh em đi. Mà đi chơi bình thường thì chỉ chơi thôi. Nhanh thế thì chuyện này nhanh thật đấy. Bây giờ càng ngày càng lạnh hay sao ấy nhờ. Rồi. Ngoài vẫn đang mây mù. Rồi. Bất lực mình cũng tránh khỏi được. Hôm nay là mình cũng phải đề phòng. Bây giờ là mình thấy xét nóng như cho lên mồ hôi vào đấy để cứ bất lực các mình lên. Cảm ơn nhá. Cứ đàng hoàng nhá. Rồi. Em ơi. Dạ. À, cảm ơn nhá. Vẫn anh nhá. Ok. Ui, chưa xong nấu. Đang bắt tay thì à lại rốt rồi. Không anh không em có bán lúc nào anh chịu. Không nhìn thấy người ta cầm cái chai. Mình gọi thằng là không phải được. Em dễ. Nhưng mà gọi em thì chơi cho đàng hoàng nha. Chưa quen một. Bà xá rót rượu đi. Bà xá rót rượu đi. Bà xá nhìn rất là đáng yêu. Chẳng qua bây giờ già thôi, lúc trẻ vẫn khá xinh đấy anh ạ. Thế bà xá ra ngồi cùng ông xá đi đấy. Không thì hai vợ chồng mình ngồi gần nhau cho nó xích lại gần nhau cho tình cảm nó đi lên. Đấy hai vợ chồng ngồi với nhau lúc nào mà hay không phải, lúc nào để phải cho nó đi ở nhà ngoài xong là các anh cũng giọng của em đầy thế nhỉ. Sáng ngoài chơi thôi em cầm máy quay hộ anh đi. Vâng anh chuẩn vào nhá. Đấy, bây giờ xin phép mời hai vợ chồng nhá. Thì thực ra thì chả giúp được gì đâu, nói chung là hai vợ chồng làm nhà này thì anh thấy ok đấy, nhà đẹp. Anh nước cũng nghĩ bảo là không có quyền cho anh thế là thắng rồi, nghĩ bảo là giúp cái gì nhiều lắm rồi. Chẳng có gì thì nguy hiểm thằng lâu lắm rồi đấy. Cái ca này mà không phải thôi. Không phải. Lúc này mà nói mà nói chuyện em mà. Hai vợ chồng làm như thế là được. Làm như thế là được. Làm như thế là được. Không, lúc đấy là anh ở đây. Lúc đấy đến đây các bạn đều nhầm. Cũng gần Tết rồi, mấy hôm nữa thì cho anh chơi. Mình, anh em mình chung quan trọng là mình kết thôi. Ngày nào chạy đi. Bây giờ cứ xuống mà anh bạn bè anh cứ hết. Anh coi như chơi Tết rồi. Thôi mình đâu có tiền mình chơi chiếc của nó. Mình đâu có tiền chơi chiếc của nó. Mấy ngày mình không có gì bán trước. Không phải trời ấy, trời cũng được. Cái là sáng cái quần mà. Nhá. Anh mời nhá. Hôm nay mình có con to nhưng mà con cả hai mà. Hết được. Rồi. Ăn đi. Rồi ăn đi. Rồi tiếp khách. Nhá anh kính rồi em xin phép đây. Nào. Vâng, quý nào. Em ơi, có số rồi, hôm nào đi qua nhà cơm thì gọi cho em. Vâng, vâng. Rồi, nhá. Xin phép mấy anh em nhá. Vâng. Uống một ly đấy xong là đi về đây. Con có công việc nhá. Vâng. Anh sắp thành lên đường may mắn. Em vào đây làm chén nữa. Chúc sức khỏe lên đường may mắn nhá. Rồi, cảm ơn. Tết xong mà lại... Tết xong mà anh có dịp anh xuống nhà em chơi nhá. Xuống thì bảo anh Hồng điện cho em. Em chào anh nhá. Rồi chào mấy anh em nhá. Anh Lương nhá. Rồi rồi xin chào nhá. Không tí anh em mình về cùng đường mà. Cùng đường nhưng mà biết là thế. Anh em mình không phải cùng. Chào anh. Rồi rồi. Em nước chè đi đầu tiên anh em mình đi về cùng nhau. Tẩy tivi. Rồi rồi cảm ơn Phan lại gặp Phan. Đường em không được cái thì mình nhanh nữa. Thôi nhá, xin chào anh em nhá. Chào các chú các bác nhá. Bây giờ xin phép về thôi nhá. Xin chào nhá. Về phải bình an nhá. Thường lộ bình an à. Xin chào nhá. Về nhá. Đến giờ về rồi nhá. Anh phát biểu đi.
không biết nói gì, nhưng mà giờ đang làm xong cái nhà gìn rồi thì năm hết Tết cũng đến rồi. Vâng. Chúc ước một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Một năm mới sức khỏe mới. Vâng, cảm ơn anh. Sức khỏe nhá. Cảm ơn anh em đón đầu hai. Rất tình cảm, rất nhiệt tình nhá, Mạnh ơi. Anh chào Mạnh nhá. Anh về à? Anh về đây nhá. À, xin chào nhá. Chào tất cả anh em nhá. Em chào nhá. Tết nhá, Tết gặp lại nhau nhá. Chúc xin chào. Anh đi tàu dài nhá. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Dê của Jin à? Toàn dê, dê ở trên đá lầu 2. Dê trắng này, nhiều dê lắm nhỉ. Đấy, bây giờ anh em mình vừa ăn cơm ở chỗ nhà em dìn về nhá. Còn là bây giờ như kiểu chạy gà luôn ấy. Chạy cực kỳ gấp luôn. Bởi vì là xuống còn là kịp chương trình của anh Thắng nữa. Chương trình gì không nói nhá, bí mật. Phải về gấp. Anh em mình bây giờ không phải là đi bộ đâu mà là chạy đấy. Anh em mình bây giờ là đang là chạy vũ trang. Quân đội người ta gọi là chạy vũ trang. Không, cứ đi bình thường thôi. Dừng lại làm gì, dừng lại để lúc nghỉ nó mới dừng nhá. Như kiểu phim hành động ấy nhỉ. Không nhiều người là không, người ta không ai đi được kiểu như mình đâu. Ăn cơm xong đi cái này không đi được đâu. Cơm xong cũng nghỉ ngơi thế nào. Ừ, đi thẳng luôn. Đá rồi ba đi lâu lắm, làm sao đi được. Giờ anh em mình phải đi bộ về gấp nhá, vì có một số công việc nữa. Nên là cần chạy hết tốc lực luôn. Chạy từ trên nhà dìn xuống đây bây giờ còn không toát mồ hôi bởi vì lạnh quá. Thấy mồ hôi đâu. Ừ, vẫn mặc áo rét này, vừa mặc vừa chạy. Gọi là thiêng liêng nhất. Đâu rồi em xem. Anh Thắng. Đấy anh Thắng toát lên mồ hôi nha. Chị bảo nói phét nha. Vừa đổ đấy. Nước lên. Anh em mình vừa gọi là chạy gà từ trên chỗ nhà em dìn xuống đây. Không phải nói phét luôn. Các bạn luôn này, không phải đơn giản nha. Anh treo trên đỉnh núi Thắng rồi. Đấy. Ừ. Đoạn này thì biết rồi. Đoạn này thì đi quá nhiều rồi. Đoạn này mà ông ngài lên đây còn phải phục ông ngài nữa cơ. Ông ngài còn vác củi đi qua đoạn này được cơ mà. Đúng rồi. Đấy, từ từ nha, anh nhá. Từ từ thôi. Cho đây cẩn thận nha, hết sức cẩn thận nha. Chỗ này là không thể vội được, mà không thể nhanh được. Này đây còn là trời hôm nay là trời không mưa nha, đường khô nha. Nếu mà đường còn mưa nha, trơn, đoạn này trơn cực kỳ luôn. Anh Thắng này là quý nhân của Đấng Dầu này, đang từng bước hạ trần. Em phải đỡ anh Thắng nhá. Vâng vâng. Em biết tao trên kênh của anh TV cơ mà. Nhưng mà anh Thắng ạ, thực sự anh là trơn cả. Không, thực ra đúng là nếu mà đoạn này mưa là đi hơi khó đấy. Đoạn này mưa là không đi nổi luôn. Đoạn này là ok rồi đấy. Nhưng mà chỗ này đúng là cái thác mẹ nó đá chỉ dội chứ trời dậy xuống đầu luôn. Đoạn này cao. Qua nhanh nhanh. Qua nhanh xuống số đen là đi hết đấy. Đấy nhá. Dừng chân quay cho mọi người xem này. Mưa to nha, rơi từ trên kia xuống úp một cái hết phim luôn. Nha. Stop. Thí sinh không giải thích gì thêm. Đấy. Đây này. Rơi từ vách đá trên kia xuống nhá, xuống lên đây này. Mưa to đấy.
nguy hiểm lắm. Nên là anh em mình đi qua đây phải đi nhanh. Nhà xá rúa đấy, xá rúa nhà ông gái đấy. Anh Sùng có biết nhà xá rúa à? Anh biết không? Có. Đấy. Qua ảnh thôi. Ừ. Nhà xá rúa đây này. Hạ Sơn đúng không? Hạ Sơn đấy. Cao tốc rồi, nhìn thấy cao tốc. Nhìn thấy cao tốc đá dầu chưa? Như con rắn. Nó bắt ngang qua lưng đồi. Từ xưa toàn đá một đá to, 46, đá 50. Còn một dốc nữa là anh em đến chỗ để xe. Nghỉ quá nhỉ, toát hết mồ hôi rồi. Thấy sương mù chưa? Sương mù thì thấy nhiều rồi. Hôm nào lên đây chả sương mù. Đất trời là đây. Họ đang làm nương. Mùa này là bà con đang phát nương để mà sau Tết là làm trồng ngô luôn. Ồ, đào ruộng này. Người ta đào kìa, to khỏe lắm. Thôi, ngồi nghỉ nhá. Ờ, bây giờ anh em mình ngồi nghỉ đã. Mệt quá rồi đây, toát hết mồ hôi rồi. Có ghế đợi sẵn rồi. Anh Thắng đây. Đây nha. Đấy, anh Thắng này, ướt ấy, cả tóc luôn đấy. Chứ không phải nó phét luôn. Vừa gội đầu ấy, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà hôm nay em xin phép nha, tất cả các fan của anh Thắng là có ai dám về vượt tóc anh Thắng không? Nhưng mà không phải dám mà là đã ai được sờ không? Em xin phép nhá. Sờ đi, sờ đi. Sờ em vượt tóc mồ hôi nha nhá. Để vượt tóc thôi nha, không phải ý gì đâu nha. Đây vượt tóc. Đấy, nhưng mà mồ hôi hơi nhiều. Đấy. Thế rồi nhá. Nhưng mà hôm nay em được sờ. Hôm nay em fan được sờ. Đấy thì chú phát ý kiến đi. Hôm nay thật sự là rất cảm động và hạnh phúc được sờ lên trán của anh Nguyễn Tất Thắng, nhà hảo tâm số 1 của Kim Linh và của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mà hiện tại là bây giờ mình là người, chắc chắn là người đầu tiên được sờ lên trán của anh Nguyễn Tất Thắng. Mày điên là vợ anh nữa. À, thế không dám rồi. Thế mình tự sờ cho bà con. Nói sai thì về xin lỗi nhá. Xin lỗi anh Thắng nhá. Thật sự xin lỗi anh Thắng nhá. Nhưng mà hôm nay thật sự là, hôm nay gặp người bằng thật, người da thật mà người thật. Này là anh Thắng. Thịt có phải thịt chân không ấy? Thế nào? Này được rồi. Chào tất cả.